Ron, mau mở thiệp ra, xem ai gửi qua đi. Mau lên, mau lên. Ai vậy? Để em coi tên ai. Không có ghi tên ai hết. Đúng rồi. Vậy là sao ta? Hay là có cái thiệp khác nữa? Sự thật là tấm thiệp có ghi là quà tặng cho ngày đầu tiên em làm nữ diễn viên chính. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn muốn trực tiếp nói với em hơn đó. Ôi, đừng có nói với chị là em đã gửi qua chiếc bột clon đó nha. Ôi chị, không phải Pi gửi tới thì chị nghĩ ai gửi? Chị. Hãy làm hết sức nha Clon. Em mới chính là người nên nói vậy với anh. Thì sao lại cười? Cuối cùng thì em cũng là nữ chính của anh trong phim rồi. Trời, mau đưa tôi đi bác sĩ đi. Chị làm sao vậy? Bị tiểu đường. À vậy đi thôi, em cũng bị rồi. Ôi, có chừng đó. Nè, người ta thấy đó nha. Không sao đâu mà, vì ở đây đâu có ai đâu nha. Em nói nghe nè, nếu như muốn thì về nhà đợi em đi. Về nhà? Không được đâu, hôm nay em phải quay tới nửa đêm, cảnh đầu tiên luôn á. Cảnh quay này là Sheila vừa mới đi chọn váy cưới cùng pha dúa về. Dạp lên tới nói chuyện với Sheila ngay sau đó, vì anh ta không muốn Sheila kết hôn với pha dúa. Dạ. Lúc diễn cảnh này hãy cố gắng trông thật ghen tức vào đó. Có nhớ chưa? Bởi vì cậu không làm như vậy vì ghét anh trai của mình, mà cậu làm vậy là vì cậu yêu Sheila và không muốn mất cô ấy. Dạ được, tôi hiểu cảm giác này. Anh cứ việc yên tâm nha. Bột Clon, cậu đọc kịch bản và biết Sheila thấy thế nào chưa? Dạ em biết rồi. Sự thật là cô ấy không muốn cưới pha dú, nhưng mà vẫn làm như vậy vì muốn trốn khỏi Plon, nên vừa thấy anh ta là chạy đi luôn. Và khi Bi bắt kịp được cô hãy cố diễn dùng dãy mạnh vào nghe. Dạ, nếu như dùng dãy mà anh ta vẫn không bỏ ra, tôi có thể tát luôn được không? Cũng được, cứ làm vậy đi. Nhập tâm vào nhân vật vậy cũng được đó. Nếu muốn tát thì cứ tát. Nhập tâm hết vào nhân vật. Cứ tát, cứ vậy nghe. Dạ. Ok, nào dọn dẹp chỗ đi quay đi. Dạ ok. Nè, mọi người chuẩn bị, sẵn sàng nào. Khoan khoan đã. Mọi người nhanh tay một chút đi. Em định tát thật sao hả? Em chỉ là nhập tâm vào nhân vật thôi mà, anh không nghe hả? Được, lúc khác có cơ hội anh phục thù thì đừng có mà khóc đó nha. Ôi, em sợ quá đi. Lại đây. Tốt lắm. Đẹp rồi. Chuẩn bị diễn nào. Sheila. Khoan, Sheila. Khoan. Sao em kết thuận với pha vũ chứ? Em yêu anh pha vũ. Anh không tin. Buông. Không buông. Anh không buông anh hả? Anh không buông. Em bảo buông em đó không mà. Không buông. Khoan, Sheila. Anh đứng yên lại đó, đừng có đi theo em. Ôi. Ôi. À, trời ơi, ghê quá. Nè, con, nè, con, cô cứu tôi đã, cô đợi ngày này lâu lắm rồi có đúng không? Cứu mày đã. Trên, dừng lại, trên, bình tĩnh, trên, buông ra, trên, bình tĩnh lại đi. Mày thật là, mày cướp của tao, trên, anh Bi, cô dừng lại ngay đi.
Anh không có quyền gì kêu tôi dừng lại được hết. Anh chỉ nổi tiếng trong giới giải trí là nhờ danh tiếng của tôi thôi. Anh quên rồi sao biết sẻ? Dù mẹ anh có là quản lý, nhưng nếu như thiếu tôi thì anh không bao giờ nổi tiếng như vậy được đâu. Đúng ra thì anh và mẹ anh phải quỳ xuống dưới chân tôi để cảm ơn cái kỳ lăng mạ của em nữa. Làm sao? Tại sao tôi lại không được lăng mạ? Có phải mẹ tôi đâu? Tiếp đi Rên. Nói tiếp. Nói những gì cô đang nghĩ ở trong đầu mình để cho tất cả mọi người ở đây được biết bản chất thật sự của cô là sao. Bà đang chửi tôi đó hả? Nếu như tôi là rác rưởi thì mọi người cũng đều như vậy thôi. Tốt lắm Rên, tốt. Nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi. Tất nhiên rồi, tôi không có sợ bà đâu. Tôi xin lột hết mặt nạ của mấy người ra hết. Nhìn cho kỹ nha, cái mớ trai xinh gái đẹp đứng ở đây nè, họ đều là cái thứ rác rưởi. Bà tân bốc họ kiếm tiền cho bà. Ai mà không kiếm được tiền là bà chê bà bỏ người ta, giống như bà đã làm với tôi vậy nè. Rên, hãy dừng lại đi. Im miệng lại đi béo. Ê con kia, bây giờ con ra như vậy là do cô tự chuốc lấy. Im cái miệng lại đi, bê đi. Mày nói gì? Ôi, chị bê đi. Sống lội. Chị bình tĩnh lại. Chị sống lội. Sống lội. Chị sống lội. Bình tĩnh chị ơi. Chị sống lội. Sống lội. Đủ rồi mọi người. Bình tĩnh chị. Mọi người giúp tôi đi. Mau kéo cô Rên ra ngoài cho tôi. Dạ. Kéo ra ngoài. Dám đuổi tôi hả? Mày lại đi. Bu ra. Đưa ra ngoài. Một lũ khốn. Lũ khốn này. Mà chị bình tĩnh. Rên, mẹ thả nó ra. Thả nó ra. Buông con gái tôi ra. Buông ra. Mẹ, mẹ phải xử lý chúng cho con. Mấy người hãy nhớ nè con. Nếu tôi không được diễn trong phim này, tôi sẽ kéo cái người xuống. Đến. Bởi vì tôi là nữ chứ mẹ. Tôi là một siêu sao. Tôi là siêu sao đó, nghe rõ chưa hả? Tôi là siêu sao đó. Siêu sao đó. Nữa. Nghe rõ chưa? Mau dừng lại đi. Nghe chưa? Đến. Tôi là một Đến siêu là sao. Để đi. Tôi là nữ chứ. Đến. Đến. Đừng chạy mà con. Đến. Nghe mẹ đi. Siêu sao. Đến con. Con à. Đến. Đến. Qua giúp một tay đi. Đến. Con sao vậy? Con. Đến. Mẹ. Mau lên. Gọi xe cấp cứu ngay đi. Đến. Mang xe tới đi. Đến nè. Mau mang xe tới đây. Đừng làm mẹ sợ nha con. Ấm nhẹ nhàng thôi. Đừng sốc quá nha. Từ từ thôi. Được rồi. Đến. Đi đi. Lại làm gì nữa rồi? Cô đã làm gì hả? May là họ không gọi cảnh sát tới đó biết chưa? Cô bình tĩnh lại đi cô Bill. Bây giờ phải tìm cách giúp Rên đã. Giúp làm sao đây hả gì? Hả? Cố tìm cách giúp thoát khỏi vụ hút ma túy đã khiến đầu tôi sắp nổ rồi. Giờ còn đi quấy rối người khác nữa. Hả? Bộ cô chỉ biết khiến tất cả người khác khó chịu thôi đúng Bill, không hả? Nhẹ nhàng với nó một chút không được hả? Con gì không dễ chết như vậy đâu. Cô ta còn to gan nữa. Cô ta chẳng hiểu được một cái gì hết á. Cô ta chỉ biết hủy hoại sự nghiệp của tôi. Hủy hoại tôi đúng không? Cô Bill, hả? Dừng lại đi. Hủy hoại tôi đúng không? Dừng lại đi. Rên nó đang có bầu đó. Có bầu. Tuyệt vời thiệt. Tuyệt quá. Chưa qua vụ ma túy, bây giờ còn có thai nữa hay sao? Hả? Cô không phải lo lắng chuyện này đâu. Ngoài ba chúng ta ra thì không ai biết Rên mang thai hết. Bây giờ chưa ai biết thôi. Tới khi bụng của nó ngày càng to lên thì ai chẳng để ý vào đó chứ. Hay là dự định nói cho mọi người biết là con gái vì bị tai nạn trong khi thẩm mỹ, silicone chảy vào bụng cô ấy cho nên to lên hả? Dì ơi dì, con người bây giờ thông minh lắm. Họ không có ngu như dì với lại con gái của dì đâu. Đừng có lăng mạ mẹ tôi nữa. Rên, làm sao? Sao tôi lại không được chửi? Rên, hả? Rên. Cô lăng mạ chúng tôi như vậy. Rên. Thì cho hỏi,
cô làm được cái gì cho chúng tôi hả? Từ lúc mà tôi bị bắt tới giờ con, tôi không có thấy mặt của cô ở đâu hết á. Rên, thôi đi. Và nếu như cô không tới đây ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cô cũng đã xuống địa ngục luôn rồi. Rên, Rên, đủ rồi con. Đi không phải là lúc chúng ta cãi nhau như vậy. Nếu chúng ta không muốn cuộc sống bị quỷ quậy thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Bây giờ trước mắt chúng ta nên làm gì đây? Ta nên làm cái gì đây? Ta nên tìm ra ba đứa bé trong bụng cô ấy là ai hay sao? Sao? Hay cô không biết vì đi ngủ với nhiều người quá cho nên cô không biết là ai luôn hả? Ba của đứa bé chính là Săn đó. Hiện tại với tư cách là quản lý của tôi, cô phải làm tất cả mọi thứ để bắt Săn nhận trách nhiệm với đứa bé này, giống như lúc anh Then nhận trách nhiệm với Múc vậy. Khoan, mình đi mua chút đồ ăn rồi về phòng. Có nhà hàng gần đi ngon lắm, anh thèm quá. Tôi không nghĩ là một lon đói đâu, nó say trong tình yêu rồi. Họ ra kìa. Đúng rồi. Chị ơi chị, cho em xin một tấm hình ra. Trời ơi, anh yêu anh lắm. Bao đẹp. Vô đi, vô đi. Trời ơi, em yêu anh lắm. Chị dễ thương quá, anh cũng dễ thương quá. Ở đứng gần chút coi. Dạ được. Dạ dạ dạ. 1, 2, 3. Ok luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Đẹp rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Hình này khỏi xài áp luôn. Cảm ơn mọi người. Tụi em rất thích MV của chị Ga mà chị đóng lắm đó. Anh chị nhìn như một đôi vậy. Dạ đúng vậy, em cũng thấy vậy đó. Anh Quan ơi, xin chào anh. Xin chào. Chào anh. Lâu lắm rồi không gặp anh. Cậu có nghĩ là họ sẽ tranh giành bột lon không nhỏ? Tôi nghe nói là hai người dạo này bận việc lắm. Vậy làm được gì mới rồi? Dạ bây giờ em có học thêm vài điệu nhảy rồi. Nghe nói em lên nữ chính rồi. Anh rất vui cho em. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà cô ấy vẫn còn cần học thêm rất nhiều về nhảy múa từ anh đó. Tất nhiên rồi. Lúc nào mà em cần anh dạy thêm gì thì cứ gọi cho anh sẵn sàng. Dạ được, lúc đó em sẽ bảo chị sớm lời gọi cho anh. Dạy nghiêm khắc vào đó nha anh. Nếu cô ấy tập không đúng thì đừng có tha đó. Tha cho em cái gì chứ? Thì ý là cho thêm bài đó. Đừng có tha cho, tới khi tập đúng thì thôi. Thật sao? Ý cậu chỉ có như vậy thôi sao? Đúng vậy. Anh có ý gì khác nữa không? Nói mau. Ôi, anh đó lúc nào cũng kêu em với. Nè khoan đã, giúp em đó. Nè anh lấy phe em mà. Anh ra đây cho em. Khoan, dừng lại. Vậy vậy anh à, họ cũng thích chơi bông lon nữa rồi. Nè chị, bọn này ông con trai nó vậy đó. Chứ còn cỡ chị á, em thấy ha, chắc tát nát mặt luôn. Đợi chút nha, ý cậu là người ta tát mặt người khác tranh giành tôi hả? Không có đâu, em giỡn thôi. Không có gì đâu, anh đùa ấy mà. Không có gì đâu, trêu một chút thôi. À anh, em biết một nhà hàng ngon lắm đó. Hôm nào rảnh mình đi ăn nha. Thì cũng được thôi. Vậy để anh đãi hai đứa. Không cần đâu, để Bi Sẻn chia tiền ăn đi anh. Vì anh ấy là chủ trì mà. Được rồi, anh sẽ trả cho. Ok. Thôi mẹ. Nè, đi lại với ngồi xuống cẩn thận một chút đi con. Con muốn ăn gì không mẹ mua? Không có. Con không cần phải lo lắng gì đâu.
Cô Bill đã đi nói chuyện với Săng rồi. Mẹ Săng chắc chắn sẽ phải nhận đứa bé. Bà ta sẽ bắt Săng chịu trách nhiệm thôi con. Con mong chuyện này sẽ là vậy. Con đã xui xẻo quá đủ rồi mẹ. Cũng phải có tin gì đó tốt tốt với con chứ. Săng, đi thôi. Sao tới đây? Có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Không nghe. Trên mang thai. Trên mang thai sao? Phải. Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ? Ý cậu là gì hả? Đứa bé đó là con của cậu mà. Cô Bill à, sao cô biết đứa bé đang ở trong bụng của Trên đó là con của Săng hả? Dịp Lloyd à, dì hỏi Săng đi thì sẽ biết thôi mà. Nói thật ra thì cô đã quen biết Trên trước cả tôi mà hả cô Bill? Tôi nghĩ chắc là cô cũng biết Trên là loại người gì mà hả? Tôi ngồi với Trên chứ không nằm với Trên như cậu. Cậu biết Trên rõ hơn tôi thì có. Hay là cậu muốn đợi tới khi sinh? Thôi đủ rồi, im miệng lại và xem đi. Cô tự xem cái này đi. Dì ơi, dì ơi, dì có nhà không mà mở cửa nhanh lên đi. Dì ơi. Cô Bill, chuyện sao rồi hả? Thằng Săng có chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của Trên không? Trên đâu rồi hả? Nó đâu? Ở trong phòng. Khoan, có gì không? Dì có biết là Bill suýt chút nữa đã không chạy thoát khỏi nhà Săng được hay không vậy hả? Ý của cô là sao chứ? Đừng có nói là thằng Săng không chịu trách nhiệm với Trên và đứa bé nha. Tôi rủa nó chết luôn. Đừng có rủa cậu ta dịp riêng à. Dì có biết cậu ta có đầy đủ bằng chứng đứa con của Trên không phải là của cậu ta hay không? Cô nói cái gì hả? Bằng chứng gì ở đây? Dì muốn xem đúng không hả? Được thôi, để tôi cho dì xem. Đây. Hãy cùng xem đây nè. Đây nè. Ê, chú, quay qua đây đi. Nè, nhìn vô đây. Trên nhìn đây nè. Đúng rồi đó. Hả? Con lại đây ngay. Đi ra ngay. Đi ra đi cho mẹ. Ra mau. Sao vậy mẹ? Ra đi. Sao vậy? Con nhìn đi. Nè, con mở mắt to ra mà nhìn. Con đã làm chuyện gì vậy hả? Con đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, sao con lại làm như vậy chứ? Hả? Tại sao con lại làm như vậy hả? Ơi, con mất trí rồi sao? Hả? Mẹ, con không biết, không nhớ gì hết. Họ đã chuốc thuốc cho con mà. Con không có nhớ chuyện gì hết á. Nè Trên, đừng đổ lỗi cho người khác được không vậy? Chuyện rõ như ban ngày rồi vẫn đổ lỗi cho người khác được hay sao? Dì Pring à, bây giờ tôi hơi đau đầu một chút, tôi phải đi khỏi đây trước đã. Đừng có xem nữa. Trên, ôi, cô chưa đi được đâu. Cô muốn Trên làm gì bây giờ? Bụng của Trên sẽ ngày càng to ra. Cô phải làm gì để giải quyết đi chứ. Đừng ép tôi làm những gì tôi không thể. Tôi không biết gì về chuyện này hết. Dì và Trên tìm cách với nhau đi. Hai người cũng có đầu óc kia mà. Rất giỏi mà không phải hay sao? Chị Bill, chị đi đâu vậy? Quay lại đây mau lên. Ah!
Được nhập trực tiếp từ Nhật về đó. Cái nồi này đẹp lắm. Dạ phải. Tôi mua cái này nha. Xin lỗi quý khách, nhưng mà chiếc nồi này đã có người đặt trước rồi. Hơn nữa đây là cái cuối cùng của mẫu mới nhất này rồi. Mong anh thông cảm cho. Dạ mời qua đây ký tên để nhận sản phẩm. Là anh ta đặt sau. Đúng vậy. Xin lỗi thưa quý khách. Xin lỗi anh. Anh làm như vậy là không được đâu. Nó đã được mua rồi mà. Tôi hiểu chuyện đó mà. Tôi chỉ kiểm tra chất lượng chút thôi. Nếu như sản phẩm có gì đó hư hỏng thì tôi sẽ trả tiền. Dạ. Tôi có tiền mà. Đi hả anh? Dạ. Đi tiệm khác. Xong rồi. Mày vừa làm cái gì vậy? Mày muốn cái gì? Tao không còn lời nào để chửi mày nữa. Đừng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ. Dùng thời gian đó để an ủi bản thân đi thêm. Anh chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Con tôi sẽ ra đời. Tôi rất tự tin nó là con tôi. Và tất cả những đồ dùng mà anh đã bỏ tiền ra mua, tôi sẽ cho dứt đi hết. Nhưng nếu là con tao, tao sẽ gom hết đống đồ mày mua để tặng cho những đứa trẻ không may, để họ được dùng chúng. Tao có thể không giàu như mày, nhưng hơn nhau ở cái đầu có biết không? Gọi cho luật sư nói sáng mai tới đây gặp tôi. Tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với Ren. Ôi, đưa cho tôi thuốc giảm đau đi. Tôi đau đầu quá, đầu tôi sắp nổi tung lên rồi.
ơi. Cảm ơn. Ôi, anh Chun, sao anh vào đây được vậy? Cô hãy bình tĩnh lại đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô. Ngày nào tôi cũng gọi cho cô hàng chục cuộc, tại sao cô lại không nghe máy chứ? Tôi đã nói là tôi không còn gì để nói với anh nữa, nhất là chuyện công việc. Hơn nữa là chị Nát đá anh ra khỏi bộ phim rồi còn gì. Không thể nào, cô phải nói với cô ta giùm tôi. Tôi cần công việc, tôi cần có tiền, cô không hiểu sao? Tôi không thể giúp anh được nữa. Tôi có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết rồi. Anh đi ra ngoài đi, đi, đi ra, mời. Không, bây giờ tôi không đi đâu hết. Bill à, bây giờ tôi đang thiếu nợ 15 triệu đó, cô cho tôi mượn đi. 15 triệu? Anh bị điên rồi hả? Ai chịu đưa anh chừng ấy tiền chứ? Đi ra ngoài giùm tôi cái đi. Không đi đúng không? Được. Không, cô phải giúp tôi, cô làm gì vậy? Dừng lại, dừng lại, cô dừng lại ngay đi. Buông ra, cô làm gì vậy hả? Buông ra. Nè, chúng ta đang nói tới số tiền lớn. 15 triệu chứ không phải 15 bạc đâu nghe chưa. Anh cũng không phải là chồng hay là ba của tôi gì hết á. Mắc gì tôi phải giúp cho anh chứ? Vậy tôi đã giúp cô chuyện L và B thì sao đây? Anh đâu có giúp tôi. Anh làm vì bản thân mà thôi. Anh chỉ muốn tất cả mọi người biết anh là ba của Pi Sẻn, để anh có thể hưởng ké danh tiếng mà thôi. Tôi không hề nợ gì anh hết. Anh mới là người nên biết ơn tôi, vì tôi đã cho anh đoàn tụ vợ con mà. Tôi đã giúp cho một diễn viên hết thời được đóng phim. Nếu như không có tôi giúp đỡ cho anh, thì anh đã lên thời sự với tiêu đề một diễn viên già sắp chết đói trong căn nhà của mình rồi. Cái con khốn này, sao cô dám? Cô xúc phạm tôi hơi nhiều rồi đó nghe Bill. Cô lấy ở đâu ra tư cách gọi tôi là diễn viên hết thời hả? Tôi đã nổi tiếng trước khi cô gia nhập vào ngành này đó. Tôi là Jun, diễn viên có gương mặt ngoại quốc huyền thoại. Tôi không quan tâm danh tiếng của anh đâu. Anh biến ra khỏi văn phòng của tôi ngay. Cúp ra. Dám đánh tôi hả? Cúp đi. Cô định đánh tôi sao? Đánh tôi nè. Cô, cô chết nè. Cô nói tôi không phải là chồng hay là ba của cô, cô đúng không? Được, bây giờ tôi sẽ làm chồng của cô. Vậy cô sẽ giúp tôi, cô đúng không? Buông ra, anh làm gì vậy? Cầm miệng, im miệng lại. Cầm miệng, im lại. Cô Miêu, cô Miêu, nằm im đi. Làm gì vậy? Bỏ về đâu? Có ai không lên giúp đi? Anh làm gì vậy nè? Nè, bỏ ra. Buông ra anh chú. Tránh ra. Bỏ về đâu? Đừng để anh ta chạy thoát. Anh chú đứng lại đó. Bỏ về đâu? Bắt anh ta. Nè, anh làm gì vậy? Nè, nè. Tránh ra. Cô Bill, cô Bill, cô Bill à, ngồi dậy đi nào. Có đau lắm không hả cô Bill? Tôi đau quá. Sao không? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Không được rồi, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay. Không cần, không cần đâu. Đừng có nói cho ai biết, đừng gọi cảnh sát nữa. Sao lại không báo chứ? Xin chú nữa làm gì cô nè. Phải báo cảnh sát bắt hắn chứ. Bây giờ công ty tôi còn chưa đủ tổn thất hay sao? Giờ mà mọi người biết chuyện này nữa thì công ty tôi còn lại cái gì nữa chứ? Vậy nên đừng nói cho ai biết hết, cũng đừng báo cảnh sát. Làm theo lời tôi đi. Dạ. Cô Bill cẩn thận đó. Ôi. Ôi. Đâu chứ?
Xin chào cô tới đây để làm gì vậy? Chiều nay tôi đã gọi điện đặt lịch. Tên tôi là Somnarumon Munkeo. Tôi xem ID có được không? Tôi để quên mất rồi. Vậy thì hãy đợi ngoài này một chút nha. Đến. Nó đi đâu rồi? Đến. Nghe máy đi con. Sao không nghe máy chứ? Này cô ơi, sao bụng của tôi đau dữ dội vậy? Dùng tới phương pháp này thì đau là chuyện bình thường thôi. Liệu có di chứng gì không? Không sao đâu, đừng lo. Dùng thêm kháng sinh cô sẽ thấy ổn thôi. Không sao chứ? Anh coi máu. Cô đáng chút nha. Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện. Đi đi anh. Không được, không muốn. Tôi không muốn tới bệnh viện đâu. Tôi không đi. Cô ơi, máu chảy dữ dội như vậy mà không tới bệnh viện thì nguy lắm đó. Cô. Cô. Nè, anh. Cô là trên, là người nổi tiếng đó. Hèn gì, cô ấy không muốn tới bệnh viện. Cô ấy vừa bị bắt về dùng thuốc. Nhưng nhìn cô thấy thương quá à. Chảy máu nhiều lắm đó anh. Phải làm gì đây? Vậy thì mình che mặt cô ấy lại đi. Được được. Sao con lại làm như vậy chứ? Dù có gì thì cũng phải nói với mẹ. Con đi đâu vậy?
Rên, con đang ở đâu vậy? Dạ xin lỗi cô, nhưng bây giờ cô Rên đang ở bệnh viện cấp cứu thưa cô. Trong bệnh viện sao? Có chuyện gì vậy? Sao Rên lại ở trong bệnh viện? Cô Rên bị băng huyết. Băng huyết? Năm không một. Đi rồi. Rên, cô là người gọi cho tôi đó hả? Dạ phải. Của cô nè. À, xin lỗi vì đã tự ý lấy nó gọi cho cô. Nhưng mà hiện giờ tôi cũng không biết là phải liên lạc cho người nhà Rên bằng cách nào. Không sao đâu cô. Cảm ơn cô nhiều lắm nha vì đã đưa Rên tới bệnh viện. À, khi chúng tôi đưa cô ấy tới đây thì chúng tôi cũng đã cố ý không để cho ai thấy mặt của cô ấy rồi cô à. Dù không biết là có giúp được gì hay không nữa. Ừ, cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô. Cái này coi như là tấm lòng của tôi gửi cô. À, không cần đâu, tôi không nhận đâu. Giúp được là tôi thấy mừng lắm rồi, không đòi hỏi gì đâu. Trước đây tôi cũng hay xem phim của cô Rên đóng, nên tôi cũng mong một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại được với nghề diễn. Thật sự cảm ơn cô lắm. Cô cũng phải cố gắng lên nha. Dạ. Dạ. Chị Eo ơi, có tin tốt đây nè. Tin gì? Vừa rồi khách hàng á đã gọi điện xác nhận là họ mong muốn để cho Bụt Lon làm gương mặt đại diện kem dưỡng da thay cho Rin. Trời ơi, thật sao? Ôi trời ơi. À mà nè, có ai nghe tin về Rin không? Cô ấy bây giờ đã sao rồi? Ngày nào tôi cũng lên mạng hóng tin tức, mà chỉ có mỗi tin nói cô ấy bị cho thôi việc thôi à. Không biết bây giờ tình hình cô ấy ra sao rồi, có ổn không nữa. Trong cảnh quay này, cậu có thể làm tương tự kịch bản, hoặc là thay đổi phong cách nếu như cậu muốn nhập tâm, hoặc là cậu cứ diễn theo cảm xúc, cách nào cũng được hết. Dạ. Nè, thoải mái lên. Em cứ diễn theo mạch cảm xúc của em thôi, được chứ? Nào, cố lên. Quay được rồi đó, ok. Dạ. Đi. Đi. Clon. Được rồi, bắt đầu quay nha. Cái lúc cậu bảo Pi thay đổi phong cách cho dễ nhập tâm, ý là sao? Tôi cũng không biết nữa. Ờ. Không. Máy quay, chuẩn bị diễn nghe. Chị La, chị La nghe nói. Anh buông em ra, để cho em được yên đi. Chị La, em nghe nói được không vậy hả? Buông. Em muốn như vậy thật sao hả?